Chào mừng các bạn đã đến với kênh kiến thức tử vi về tướng số của chúng tôi để cùng chiêm nghiệm và giải mã tướng số của mình cũng như của người khác. Nếu thấy hay, hãy like hoặc chia sẻ cùng bạn bè hoặc đăng ký kênh để nhận được video mới nhất, nóng nhất của kênh chúng tôi. Chúc các bạn xem video vui vẻ và những giây phút thư giãn nhất. Sinh con năm 2019, mệnh gì và sinh vào mùa nào thì tốt? Sinh con gái hay con trai? Sinh con năm 2019 về mệnh gì, sinh con trai hay con gái và sinh vào tháng nào thì tốt nhất và mang lại nhiều may mắn và tài lộc cho gia đình và cuộc sống và cuộc đời của bé sau này. Sinh năm 2019 về âm lịch, tức là từ ngày 5 tháng 2 năm 2019 đến ngày 24 tháng 1 năm 2020, theo dương lịch là thuộc mệnh ngũ hành, thuộc mình mộc, có nghĩa là bình địa mộc, là gỗ đồng bằng. Năm âm lịch là kỷ hợi. Tuổi con heo, ngày nay các cha mẹ thường chủ động hơn trong việc chọn năm sinh con để tránh được xung khắc với người trong gia đình, đồng thời có thể giúp bé có thể được vận mệnh tốt hơn để cuộc sống sau này giàu sang phú quý. Năm 2019 kỷ hợi là năm được nhiều người chọn sinh con vì ý nghĩa của tuổi con heo thường có số an nhàn giàu sang. Vậy năm 2019 thuộc mệnh gì và sinh con năm 2019 tháng nào là tốt nhất? Tất cả sẽ được chia sẻ và các chi tiết trong thông tin bài viết dưới đây. Mời mọi người cùng tham khảo nhé, và cùng kiến thức tử vi hãy tham khảo thông tin sinh con năm 2019 năm kỷ hợi dưới đây để chọn được một thời điểm sinh con thích hợp. Về phần 1 là sinh con năm 2019 thuộc mệnh gì? Là thuộc cung khôn, trực định mạng bình địa mộc, có nghĩa là cây mọc đất bằng, khắc là sa trung kim, con nhà thanh đế phú quý, xương con heo, tướng tinh con gấu. Về phần 2 là sinh con năm 2019 về tháng nào, mùa nào và giờ nào thì tốt. Đối với trường hợp sinh con năm 2019 về mùa nào thì tốt, về bản mệnh là kim, mộc, thủy, thỏa, thổ. Về vượng là thu, xuân, đông, hạ, tứ quý. Về tướng là tứ quý, đông, thu, xuân và hạ. Về hưu là đông, hạ, xuân, tứ quý và thu. Về tú là xuân, tứ quý, hạ, thu, đông. Về tử là hạ, thu, tứ quý, đông, xuân. Tứ quý là các tháng 3, 6, 9 và 12. Về mùa xuân là tháng 1 và tháng 3, mùa hạ là tháng 4 và tháng 6, mùa thu là tháng 7 và tháng 9, mùa đông là tháng 10 và tháng 12. Trong đó nếu bản mệnh được vượng và tướng là được mùa sinh, nếu phạm hưu tù tử là bị lỗi mùa sinh và tử là bị phạm nặng nhất. Năm 2019, người sinh năm kỷ hợi mệnh bình địa mộc, nếu sinh vào mùa xuân và mùa đông là được mùa sinh, sinh vào tứ quý hoặc mùa thu là lỗi mùa sinh. Nên sinh vào mùa xuân, đông và kiêng các tháng thuộc mùa thu, do đó các tháng tốt là 1, 2, 3, 10, 11, 12, lưu ý là tính theo âm lịch. Về chọn giờ tốt để sinh con năm 2019 là giờ Tý từ 23 giờ đến 1 giờ. Sinh giờ này, người tuổi hợi thường có diện mạo thanh tú, thông minh, đa tài và có sức lôi cuốn người khác giới. Thông minh, tài năng, diện mạo thanh tú nhưng rất dễ lụy vì tình. Nếu sinh vào giờ Sửu là từ 1 đến 3 giờ, Sửu mệnh thổ, khắc chế hợi mệnh thủy. Sinh giờ này là người có lối sống tiêu cực, hám tài, trọng danh và coi nhẹ tình nghĩa. Tính thì cương trực, trọng nghĩa khinh tài, tương lai không rõ lắm. Nếu sinh vào giờ Dần là từ 3 đến 5 giờ, sinh vào giờ này là người có tính cách hung bạo, coi thường người khác, khó làm nên việc lớn, mưu sự khó thành, tính tình thì cường bạo. Nếu sinh vào giờ Mão là từ 5 đến 7 giờ, hợi mệnh thủy, sinh vào Mão Mộc, người sinh giờ này là có số may mắn, mưu sự đại thành, tài lộc dồi dào. Bé sinh vào giờ này sẽ gặp nhiều điều thuận lợi, tiền của dư giả. Còn nếu sinh vào giờ Thìn là từ 7 đến 9 giờ, Thìn mệnh thổ, khắc chế hợi, mệnh thủy, là người nổi tiếng,
thích hư vinh, ưa sự hào hoa hay được người đời xu nịnh bé là người thích hư danh, sống vinh hoa. Còn nếu sinh vào giờ Tỵ là 9 đến 11 giờ, Hợi mệnh thủy khắc chế Tỵ mệnh hỏa. Người tuổi Hợi sinh vào giờ này là có sao Bạch Hổ chiếu mệnh nên có số phát đạt, về già mọi sự bình thường. Còn nếu sinh vào giờ Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ, Hợi mệnh thủy khắc chế mệnh hỏa, người có quyền chức tuy nổi danh nhưng lại dễ bị hao tiền tốn của và có số làm quan nhưng không giàu. Còn nếu sinh vào giờ Mùi là từ 13 giờ đến 15 giờ, Mùi thì mệnh thổ khắc chế Hợi mệnh thủy. Người tuổi Hợi sinh vào giờ này là tuy thông minh đa tài nhưng lại bị sao Bạch Hổ chiếu mệnh nên bị phá tài trong thời gian khó tránh khỏi tai họa. Có tài nhưng không gặp thời nhưng là người rất gian nan. Còn nếu sinh vào giờ Thân là từ 15 giờ đến 17 giờ, Thân thì mệnh kim sinh Hợi mệnh thủy, là người khéo léo đa tài, giỏi biện luận và có số có danh tiếng, tài nghệ hơn người, nổi danh một thời. Còn nếu sinh vào giờ Dậu là từ 17 giờ đến 19 giờ, Dậu là mệnh kim sinh Hợi mệnh thủy, người sinh giờ này vận thế đại vượng nhưng do Dậu Hợi xung hình nên dễ gặp chuyện phiền phức hay bị tiểu nhân quấy phá, đời sống vật chất khá giả. Còn nếu sinh vào giờ Tuất là từ 19 giờ đến 21 giờ, là người có cuộc sống tương đối bình yên. Bé sinh vào giờ Tuất sẽ là người yêu thích và sự tự do, tự tại nhưng sẽ là người khá cô đơn. Còn nếu sinh vào giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ là do phạm phải sao Thái Tuế nên người sinh vào giờ này có sự nghiệp thăng trầm. Ngoài ra do bị sao Chỉ Bối nhập cung mệnh nên cần hết sức phải thận trọng trong việc kết giao bạn bè, sự nghiệp không bền, bạn bè phản chắc. Sinh con năm 2019 và tháng nào thì tốt? Sinh vào tháng Giêng, người tuổi Hợi sinh vào đầu xuân thường là người thông minh, có tướng hiếm quý, làm nên sự nghiệp lớn, phúc lộc dồi dào, được mọi người kính trọng. Còn nếu sinh vào tháng 2 là người tuổi Hợi sinh vào tiết Kinh Chập, có thể trở thành bậc kiệt xuất. Đây là mẫu người thông minh, trí tuệ, tôn nghiêm, tinh lực sung mãn, cuộc đời được hưởng an lành, tài cao đức độ, nhiều điều kiện thuận lợi dựng nên sự nghiệp, có thể làm nên sự nghiệp lớn đó. Còn nếu sinh vào tháng 3, sinh vào Tết Thanh Minh, người tuổi Hợi thường có thế chất mạnh, chí khí cao, tự mình lập nghiệp nên sự nghiệp được mọi người yêu mến và kính trọng, tính khí kiên cường, sống cao thượng, được mọi người kính nể. Còn nếu sinh vào tháng 4 năm 2019, tuổi Hợi sinh vào tiết Lập Hạ là người trung hậu, ý chí kiên định, bản tính thông minh nhanh nhẹn, là người quyền quý cao sang, mọi việc như ý, số mệnh vô cùng tốt đẹp, đức tài song toàn, sự nghiệp như ý. Còn nếu sinh vào tháng 5 năm 2019, sinh vào Tết Mang Chủng, thường là người tính tình nhu nhược, bảo thủ, không có khả năng đảm nhiệm được công việc lớn. Vì vậy, tuy họ có chút tài năng nhưng không có quyền lực. Người này cuộc đời nhìn chung bình lặng, về già mới được hưởng một chút ít phúc đức. Còn nếu sinh vào tháng 6, người tuổi Hợi sinh vào tiết Tiểu Tử, tính cách thiếu quyết đoán, không có ý chí vươn lên. Vì vậy, sự nghiệp khó thành. Số này cuộc đời bất ổn, họa phúc vô thường, ý chí tiến thủ kém, thăng trầm, là người bất định. Còn nếu sinh vào tháng 7, sinh vào tiết Lập Thu, là người sống độc lập, ghét chuyện thị phi, cuộc đời họ hưởng phúc vinh hoa phú quý, bé có thể nhiều triển vọng thành đạt, cuộc sống đầy đủ. Còn nếu sinh vào tháng 8 năm 2019, là người có uy quyền và có tố chất của người lãnh đạo, sự nghiệp phải trải qua nhiều thử thách mới đạt được ý muốn. Tuy nhiên, theo tìm hiểu thì bé không tránh khỏi những vất vả, nhưng tay trắng dựng nên sự nghiệp, nhiều người kính nể về sau. Còn nếu sinh vào tháng 9 năm 2019, người tuổi Hợi sinh vào tiết Hàn Lộ, thường thiếu quyết đoán, người này có cuộc sống và vật chất tương đối tốt, nhẫn nại, chuyên cần thì mới phú. Còn nếu sinh con vào tháng 10 năm 2019 thì là người đoan chính, hiền hậu, tự lập, tự cường, được phúc lực trời ban, cuối đời thịnh vượng. Bé sinh vào năm 2019 và tháng này sẽ được an nhàn đức độ,
người người quý mến về già dư giả về sau. Còn nếu sinh vào tháng 11 năm 2019, người tuổi Hợi sinh vào tiết Đại Tuyết thường có thân thế đầy đặn, trung thành, lễ nghĩa, danh lợi song toàn. Danh lợi song toàn là an nhàn và đầy đủ. Còn nếu sinh vào tháng 12 năm 2019, sinh vào tiết Tiểu Hàn, người tuổi Hợi tuy được lộc trời ban nhưng không có quyền lực, lành ít dữ nhiều, cần đề phòng họa lớn từ trong gia đình lẫn ngoài xã hội. Về phần 3 là phong thủy cho người tuổi Kỷ Hợi, người sinh năm 2019 hợp với hướng nào. Về nam mệnh là hướng Tây Bắc thiên ni, gặp thiên thời được che chở. Hướng Đông Bắc là phục vị, được sự trợ giúp. Về hướng Tây là diên niên, mọi sự ổn định. Về hướng Tây Nam thì sinh khí, phúc lộc vẹn toàn. Còn đối với nữ mệnh thì hướng Tây Bắc sinh khí, phúc lộc vẹn toàn. Hướng Đông Bắc là diên niên, mọi sự ổn định. Hướng Tây là phục vị, được sự giúp đỡ. Hướng Tây Nam là thiên ni, gặp thiên thời được che chở. Còn người sinh năm 2019 thì hợp với màu gì? Về nam mệnh thì thường là hợp màu đỏ, màu hồng, màu cam, màu tím thuộc hành hỏa, màu vàng, nâu thuộc hành thổ. Đối với nữ mệnh thì màu vàng, nâu thuộc hành thổ, màu trắng, bạc, kem thuộc hành kim. Người sinh năm 2019 thì hợp với tuổi nào? Đối với nam mệnh trong làm ăn Kỷ Hợi, trong làm ăn thì Kỷ Hợi đồng tuổi Canh Tí và Nhâm Dần. Đối với lựa chọn vợ chồng thì Kỷ Hợi, Canh Tí, Nhâm Dần và Bính Ngọ, đó là những tuổi hợp với bạn. Còn đối với những tuổi Kỵ là tuổi Quý Mão, Mậu Thân, Kỷ Dậu, Ất Mão, Đinh Dậu, Tân Mão và Bính Thân, phải nên tránh những tuổi Kỵ này, không hợp. Còn đối với nữ mệnh trong làm ăn thì những tuổi hợp là Kỷ Hợi, Canh Tí và Nhâm Tí. Về lựa chọn vợ chồng là tuổi Kỷ Hợi, tuổi Canh Tí, tuổi Nhâm Dần, tuổi Ất Tỵ và tuổi Bính Cọ. Những tuổi này hợp cả về đường tình cảm và đường tiền tài. Còn đối với những tuổi Kỵ là những tuổi Quý Mão, Mậu Thìn, Ất Mão, Đinh Dậu, Bính Thân và Tân Mão, Kỷ Dậu. Kể cả về đường làm ăn và đường vợ chồng nên tránh những tuổi này. Người sinh năm tuổi Hợi thường ngây thơ, lãng mạn, khẳng khái, hào phóng, tính tình thẳng thắn, là người có ước vọng lớn đối với danh lợi. Họ khéo léo ăn nói và được mọi người yêu mến. Về vận hạn của người tuổi Kỷ Hợi năm 2019, xét về tài vận thì tuổi Hợi đứng vào các hàng bậc nhất trong 12 con giáp. Tuổi này có ý chí cạnh tranh mãnh liệt và chí cầu tiến thủ cao. Họ thích hợp với những việc liên quan tới kiến trúc, âm nhạc, không thích hợp với những các ngành nghề liên quan đến chính trị và văn hóa. Còn đối với các mối quan hệ, đối với nữ, tuổi Hợi là người khẳng khái, hào phóng, tính tình thẳng thắn. Họ có dáng vẻ rất dịu dàng nhưng bên trong lại ẩn chứa những tính kiên cường. Nếu kết hôn với người cùng tuổi sẽ dễ dàng chia sẻ và cảm thông với nhau. Người mệnh mộc hợp với màu gì? Đối với người mệnh mộc thì màu xanh và màu là màu hợp nhất. Ngoài ra kết hợp với tông màu đen xanh nước biển mà xanh sẫm, thủy sinh mộc, màu xanh là màu mộc xanh có nhiều sắc độ từ cốm nhạt đến xanh lá đậm, tạo một cảm giác mát mẻ và gần gũi với thiên nhiên nhất trong các màu. Trời mùa hè nóng nực, sơn màu xanh là một trong những cách để giữ sự thoáng đãng trong căn nhà của bạn. Màu xanh còn gợi sự bình yên và êm ả của tâm hồn. Hy vọng với những thông tin sinh con năm 2019 năm Kỷ Hợi trên đây, để các bạn và các cặp vợ chồng sẽ lựa chọn được thời gian sinh con thích hợp, mang lại nhiều may mắn, tài lộc cho gia đình mình và cuộc đời của bé sau này. Chúc các bạn và các cặp vợ chồng nhanh chóng sinh con theo ý muốn, gia đình luôn vui vẻ, hòa thuận. Hãy luôn đồng hành cùng Kiến Thức Tử Vi nhé, để cập nhật nhiều thông tin mới và hấp dẫn. Đừng tiếc like và comment khi xem video này.